Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunro TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn thành công trong công việc. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh đồng loạt giảm. Trên sàn London, giá cà phê đảo chiều giảm khá mạnh so với phiên giao dịch trước. Giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022 giảm đi 34 USD trên tấn, với mức giảm là 1,61%, xuống giao dịch ở mức là 2.081 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 47.300 đồng 1 kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê giảm đi 28 USD trên tấn, với mức giảm là 1,35%, xuống giao dịch ở mức là 2.053 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 46.700 đồng 1 kg. Các mức giảm khá mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình. Còn tại sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp đà sụt giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê giảm thêm 7,85 sen, với mức giảm là 3,59%, xuống giao dịch ở mức là 210,95 sen trên bao. Kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê giảm 7,8 sen trên bao, với mức giảm là 3,57%, xuống giao dịch ở mức là 210,55 sen trên bao. Các mức giảm rất mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê trên hai sàn phái sinh giảm mạnh trong phiên vừa qua. Trong đó, cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp mới trong 4 tháng. Hiện cà phê Arabica đang chịu áp lực do cuộc chiến tranh xâm lược giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, khiến dòng vốn đầu cơ ồ ạt đổ vào các mặt hàng tăng nóng như vàng và dầu thô. Trong phiên vừa qua, cà phê Arabica còn phải chịu áp lực do tỷ giá của đồng Real Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng đô la. Đồng Real yếu hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil. Một yếu tố giảm giá đối với cà phê Robusta trong phiên vừa qua là các lô hàng lớn hơn từ Việt Nam. Sau khi Tổng cục Thống kê báo cáo hôm thứ Hai tuần trước, xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 2 của Việt Nam tăng 3,4% so với cùng kỳ, lên 305.000 tấn. Thị trường lo ngại nhu cầu tiêu thụ giảm, chi tiêu bị thắt chặt trong ngắn và trung hạn đã thúc đẩy các nhà đầu cơ mạnh tay thanh lý, khiến giá cà phê sụt giảm. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê đảo chiều giảm 400 đến 500 đồng trên 1 kg so với phiên giao dịch trước, với mức giá được thu mua từ 40.000 đến 41.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 41.100 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 40.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cơ Mờ Ga, ghi nhận ở mức 40.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 40.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, mức giá là 40.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức 40.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 40.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức là 40.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua quanh mức 40.900 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 41.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 41.200 đồng 1 kg. Thưa các bạn, giá cà phê tại các đại lý và công ty sáng nay thu mua quanh mức từ 40.900 đến 41.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 16 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.